Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Hồ Văn Cường và Phi Nhung đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc bị lộ tin nhắn. Mới đây, trên mạng xã hội náo loạn khi xuất hiện tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường nhắc tới Phi Nhung. Ngay sau đó, Hồ Văn Cường đã tiết lộ rằng những nội dung tin nhắn đó là của mình và một khán giả. Tuy nhiên, có người đã đe dọa người nhắn tin với khán giả kia, ép phải cung cấp tin nhắn. Về phía Phi Nhung và con trai nuôi, họ đã trình báo sự việc lên công an và đang cung cấp thông tin về vụ việc. Con nuôi Phi Nhung cũng thừa nhận tin nhắn đó là thật, nhưng thời điểm đó đã cách đây hơn một tháng rồi. Hiện tại mối quan hệ giữa anh với mẹ nuôi vẫn rất tốt đẹp. Phi Nhung cũng chia sẻ rằng bản thân không sợ bị chơi xấu, bôi nhọ và sẽ không vì sai lầm của các con mà bỏ rơi con. Cô khẳng định sẽ luôn bảo vệ các con, vẫn sẽ bao dung trước những lầm lỗi của Hồ Văn Cường.